Thưa quý vị, 59 năm qua, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của toàn lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân công an thành phố Đà Nẵng đã xung kích, sáng tạo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Nhân ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7, chúng tôi xin phản ánh những nỗ lực, hy sinh của toàn lực lượng vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm gần đây, lực lượng cảnh sát nhân dân công an thành phố luôn nỗ lực tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm. Phạm pháp hình sự giảm hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm đều khám phá nhanh, truy bắt xử lý kịp thời đối tượng gây án. Nhanh chóng phát hiện các đường dây mua bán vận chuyển ma túy thẩm lậu vào địa bàn, kiểm tra xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Điều tra khởi tố nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao. Trước sự phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát nhân dân có mặt ở hầu khắp các chốt điểm kiểm dịch, nơi cách ly, phong tỏa. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đảm bảo theo yêu cầu phòng chống dịch. Chỉ cần thấy màu áo các anh là như thấy được sự tin tưởng an toàn. Chúng ta có thể hy sinh về cái lợi ích cá nhân, lợi ích riêng tư mà chúng ta cùng với lại xã hội để thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Đây, tôi nghĩ đó là một trong những cái trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đồng thời là một cái vinh dự mà đã ngành và nhân dân tin tưởng giao phó. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng cảnh sát nhân dân, công an thành phố đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, kiên quyết tấn công đến cùng với các loại tội phạm, lập nên nhiều chiến công được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng, đem lại niềm tin yêu trong nhân dân. Chắc chắn thời gian đến, thì lực lượng công an chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cần phải có những biện pháp rất mạnh hơn nữa, bởi vì tội phạm của chúng ta luôn luôn là manh nha và những cái hành vi phức tạp hơn. Không ngại khó khăn, gian khổ, lực lượng cảnh sát nhân dân hôm nay đang ra sức rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, để xứng đáng với 16 chữ vàng. Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân, phục vụ.